Review lẩu băng chuyền 29 đi ạ. Ok bạn ơi, lẩu băng chuyền 29 của bạn ơi, ở số 22 Đoàn Trần Nghiệp, ngay gần ngã 6 thôi. Đây là nhà hàng đầu tiên cũng như là duy nhất tại thành phố Bắc Ninh đang có lẩu băng chuyền nha anh em. Nhà hàng mang phong cách ẩm thực Trung Quốc, không gian này cũng sang trọng. Suất buffet buổi tối một người là 269.000 mà đang được giảm còn có 242 thôi. Anh em sẽ được sử dụng tất cả những đĩa đồ ăn đang chạy trên dây chuyền kia. Ngồi chỗ nào đồ ăn cũng tự chạy đến. Trước tiên là đi lấy nước chấm đã. Đếm sơ sơ cũng phải có đến 15 loại gia vị để mình mix. Anh em cứ pha theo ý mình, không thì nhờ nhân viên họ pha cho theo chuẩn vị của Trung Quốc. Còn đây là nồi lẩu của mình. Mỗi người có một nồi bé bé như này, anh em vặn cái núm tăng nhiệt độ này, chờ nước sôi xong bắt đầu lấy đồ ăn đang chạy qua chạy lại ở đây thôi. Có rất nhiều đồ nhúng, từ rau củ, hải sản đến cá, đến bò, đến cả các loại hoa quả tráng miệng cũng có. Lần đầu tôi ăn kiểu này thú vị phết không ạ. Tôi là cứ phải lấy khá thịt cho nó rực rỡ, lấy xong thịt đĩa và nắp thì anh em cứ để gọn một góc, tí nữa nhân viên sẽ tự dọn nhé. Thịt bò chín rồi thì thẩm thôi, chấm cùng nước chấm kiểu chung cho chuẩn vị nào. Thịt thì khá là tươi thơm và cũng ổn, nhưng mà tôi thấy nước dùng nó cứ nhạt nhạt, chưa thật sự đậm. Còn nước chấm thì chắc là theo kiểu chung, tôi ăn cũng chưa quen. Anh em nào sành ăn đồ chung thì chắc là sẽ khoái hơn. Mà phải công nhận là nhân viên phục vụ chu đáo lắm, không cần mình nhờ, họ tự quan sát thấy trên bàn có đồ thừa là tự động sẽ đến dọn cho. Cái này mình rất là ưng. Tóm cái tất lại, đầu tiên về giá thì tôi không nói tới, lẩu băng chuyền mà nó đắt so với người ăn ít mà rẻ đối với người có sức ăn tốt. Còn về độ ngon thì anh em sành ăn và ăn quen đồ chung sẽ cảm nhận được. Còn bản thân tôi thì cũng chưa ăn đồ chung nhiều nên cũng chưa đánh giá được. Nhân viên phục vụ rất chu đáo, không gian thì sạch sẽ sang trọng, anh em có thể trải nghiệm nhé.